Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube này nha. Hôm nay thì mình đang có mặt ở chỗ anh Tính Đưng, anh chuyên bán mấy cái động cơ, máy cắt, máy cà, máy kéo, máy cày, đồ lưa tùm lum. Thì anh có nói là anh có về hai con Yanma chưa chạy luôn các bạn. Yanma này là Yanma 4T84 nha. 40.1 kW là nhiêu ta? Ai cho nó còn nhiều lắm. Đây mọi người biết thì còn nhiều không? Bình luận cho anh biết thêm cái nha. Anh nói là con máy mới về nè. Để cái bô là chưa có nhớt, nó lộn, chưa có một khối luôn các bạn, chưa có đóng bụi luôn nè. Đây còn cái này là cái nước ở phía trước nè, chưa có gì, nước sơn nó còn luôn nè. Còn mấy cái bọc nữa. Đây. Cái bọc của bên sản xuất của bên Yanma vậy nè. Đây là cái công tố nè. Nè, Yanma 4T84 nè. 40.1 kW. Cái này được sản xuất vào ngày gì không biết mấy luôn. Nó mấy con ốc đồ này kia nọ rồi nhìn nó khá là đã các bạn. Đây là chục bô. Đây mấy ốc còn chấm nước sơn nữa nè. Lấy xe máy mới có chăm khác ha. Đây cánh quạt phía trước nè. Để coi coi cái tiếng máy thử coi như thế nào nha. Anh em nào mà yêu thích cục máy này thì hãy liên hệ cho anh Thắng nha. Cái cục máy này là ủa, anh Thắng số điện anh số máy đọc đây. 072. Hả? 0972. 0972. 22. 8594. 8090 ông nội. 8090 hả? 8090. 8090 trời ơi, căng tiếng ngập ông nội nữa. Đưa chân luôn. Cái này gắn trên đầu của máy cắt ha anh Thắng. Biết nó máy gì, tao thấy tao đào thùng về, biết nó đào thùng về. Hôm nay nó còn nguyên cái thùng luôn hả? Nãy chịu đợi ấy trời. Ồ cái này cái gì của nó còn luôn nè tại. Cái băng keo nó nè. Tại vì nó dán lại vậy ta? Dán lại tại vì nó chưa nó mới phải dán lại rồi. Ừ. Nè nó bít cái này ra nè. Wow, cục máy nó mới nhìn ngắm nó đã thì các bạn. Còn chỗ này còn cái chấm nước sơn nó luôn nè. Cái này là màu tím, màu xanh vậy nè. Chụp bô. Nè cánh quạt bên trong nè. Anh đang bắt cốc đề anh chạy thử ha. Này nó xài có nhiêu lít nhớt vậy Thắng? Có biết rồi. Bởi này cái thùng này 4 lít hả? Cái này 4 lít nè. 4 lít cân mà 4.2 kg nè. Thì cam 200 g. Này mấy anh em đang cho chuẩn bị test chạy thử coi. Rồi cái máy mới với máy cũ chạy khác nhau các bạn. Tất nhiên là máy mới thì quá whip rồi. Còn cái bên này là nguyên cái cụm bé heo còn dây chị bấm luôn nè. Nãy còn cái bọc đẹp lắm. Mà chả xịt cái răng nó tiêu luôn rồi. Nên anh em nào mà đam mê cục máy này liên hệ cho anh Thắng nha. Đây bên đó cục, bên này cục thì hai cục là cũng y nha, y gan nhau ha. Cũng là coi nhớ đây. Để cho mọi người xem nè. Họ cái tay vô cái bồ lửa nè. Thấy không? Không có khói luôn nè, không có một chút dơ bận luôn. Đây. Cái này là 16 gì? 16 quan. 16 quan. Một máy 4 xúc bắp. Một máy 4 xúc bắp hả? Mình thì không gần một máy quá. 16 xúc bắp đó. Đây cái dấu này các bạn nhìn thấy nó bốc lửa nữa không? Được thêm cái bên này cũng có cái bọc nữa nè. Còn chinh chưa bị phá chinh lần nào. Hai cục máy phải nói thì chắc. Mấy cái chỗ nào cũng đồ của Yanma, cái chỗ nào thấy cũng có nước sơn giống như chiếc xe mình mới mua về các bạn. Đã ghê ha. Ủa này anh có chăm nước giải nhiệt nó chưa trời? Thử cái rồi cho chăm. Mới đập thùng luôn. Cái này bên tay trước cái nhà máy vẫn còn nè. Mình có lóc ở trước nè. Cái này mà gắn vô mấy cái vỏ lãi rồi chạy cái biết chừng nào. Đây ảnh về hai cục máy là nhìn như hai anh em sanh đôi luôn ha, không khác nhau cái gì. Mình đã thật chứ. Mà cái đặc biệt, cái đặc trưng của Yanma này thấy chỗ nào cũng màu đen các bạn. Có cánh quạt là màu trắng nè. Giờ em đang kiểm tra coi nhớt đủ chưa, đang cho chạy thử ha. Cục máy này mà mấy anh em gắn vô vô lãi rồi đó, đặt máy âm rồi đó, chạy nó cũng dữ lắm mà, nhưng mà tiếc lắm nha. Cục này cỡ nhiêu anh Thắng? Cỡ nhiêu? 70 quay đầu. 70 quay đầu hay các bạn, hai cục máy mới chát luôn. Cục máy nặng cỡ nhiêu ký anh? 100 mấy ký hả ta? 100 mấy hả? Còn mắc nước 84 rồi. Mắc nước có phải nói gì chứ. Đúng là đồ mới có khác các bạn ạ.
nước sơn nó còn nói chung là bóng, nói chung chỗ nào cũng bóng hết trơn ha. Sau chút xíu à, chắc chút xíu rồi. Bơm này. Ủa cái bơm đó gì vậy? Bơm rồi. Em coi luôn. À, mọi người xem cái con nóng chỗ bên bơm cho được. Ơ lộn bơm, anh lột đi, anh lột cái mạng rồi. Lột mạng nó nói gì nè. Nóng rồi quá. Thì mua rồi, cái con nước sơn chấm. Đây bây giờ anh chăm bên đó xong rồi ha. Ủa hôm nay lột ra được chưa anh? Coi lột, lột, lột cái lột cái bơm bên đây qua cho người xem. Rồi mới má ơi thì có nhức găng thì có bạn. Đúng. Nó giờ lấy gãi đắt điện gãi kéo kéo rồi. Mấy con ốc bên này nè, các bạn người thấy nè, bên đây là nó còn màu mè nhìn phải nói thiệt chứ. Mấy cái chỗ này nè, nước sơn nó chấm nè, giống như chiếc xe Honda mình mới mua các bạn. Này mà gắn vô mấy cái đầu máy cắt là mấy cái chiếc mà máy kéo được đó thì khỏi lo luôn rồi. Nghe chắc ấm hiểm chút bồ. Bích tông của nó là 84 nha các bạn. Quá wow, đào sơ sơn cái nhìn đẹp cực kỳ. Đang cho nước đúng không? Đến hồi cho anh chăm nhớt xong cho người xem mấy mắt nước ở bên dưới. Bún giận điều gan hết chỗ nào cho mấy. Trời ơi, chăm nhớt à. Từ từ. Thôi em mượn vẽ. Để cho người xem mấy mắt nước. Mệt quá bạn ơi, không thấy rõ. Lấy cái điện thoại kia nó quay vô. Anh chế đi qua. Cái gì vậy? Tháng 9 hay là 2013? Đây cái chỗ mà sản xuất là tháng 9 hay 2013. Tem nhà máy ha. Nãy nó còn bọc bẹo được nhiều lắm các bạn. Mà anh sụp nước đó, nó thấy lụm chừng. Ông này không gì vậy? Thôi thôi. Ủa cái này là nó xài sao mà có dùng cái chui điện này nữa là sao ta? Tắt điện hả? Rồi mình đâu xài hả? Wow, mấy cái mà dây chì dây gì tờ lưa tùm lum hết trơn này. 70 quay đầu các bạn. Ủa gì tháo bỏ không tắt điện không xài hả? Rồi chuẩn bị về Lâm ơi. Bây giờ anh chuẩn bị đề cho mọi người nghe và xem thử nha. Quá đẹp, cục máy các bạn. Ai nói gì chứ. Này mấy cái này là chỉ cần chấm nhẹ phát một. Thôi để đi, hơn chút cho giá thôi. Cái này sẽ bắt điểm rồi. Này, anh kỹ đến mức độ là anh dặn lấy cái đồ á, chùm cái điếu nhẹ anh cái để mà nó chạy ốc. Còn nếu mà đồ cũ cũ là anh chỉ lấy kìm bấm bấm cái chát luôn. Đâu có đồ cũ cũ là lấy đục đục luôn đó. Đồ cũ lấy đục đục luôn. Tại mới quá. Chưa chăm nhớ luôn các bạn. Cho mọi người xem nè. Trời ơi, cái dàn cọ trông đẹp một cái đúng là đồ mới. Đây mình zoom vô không được nét quá, mọi người thông cảm. Anh mới về luôn các bạn, mới đập thùng luôn. Ủa cái này đời 2 đời 24 vậy anh? Cái này chỉ cần tròn vòng là nó nổ liền các bạn. Đỏ lắm. Nói chung là máy này nó nhảy cực kỳ. Ông thấy trong cái cable luôn. Đây. Luôn trong rồi. Phải nói thì tính đồ mới không khác. Học tiếng học chào đời. Phải nói. Tiếng máy phải nó ngọt sớt các bạn.
máy móc ống liền. Qua vậy. Máy cũ các bạn đưa vô nè. Cái tay nó hít nhưng mà cái ống nó không móc ha. Rồi giờ tiếp tục qua rồi, giờ tới một em tiếp theo. Đóng siêu rồi. Đó, mọi người mua thì liên hệ anh Thắng số điện thoại nãy ha. Làm gì có cái gì đây không mày? Ủa nãy là chạy không có châm nước luôn hả? Không có, mấy gì thôi, mấy gì chứ. Chở bo còn được á. Bo gần được á. Đã thiệt á. Cái bo gần được không? Rồi bây giờ thì anh sẽ đề cái thùng tiếp theo. Ủa nói gì á? Đầu xanh cái gì á? Bốc xìu. Bốc xìu. Bốc xìu đó hả? Đầu thùng mới. Hai các bạn mọi người thấy cái ống dầu không? Còn chùm cái cao su để nó bảo vệ. Dữ dằn dện vậy đó. Mấy cái này là nó bằng, ủa bằng cao su vậy ta? Này cao su nữa mà phải sắt đâu. Mới là bốc siêu là nghe cốc cốc các bạn. Ê chạy ra cục kêu tao. Tức là mày lấy cái gỗng trong kìa. Để gỗng cho mày hết tiền giáo rồi. Chơi chịu khó chơi cục máy này tốn tiền chút là khỏi suy nghĩ luôn các bạn. Chạy là bảo đảm 10 năm chứ nhất, thật sự nói luôn. Rồi. Bây giờ anh chạy thử con bên đây. Rồi chạy con tiếp theo nha. Rồi đây luôn đi. Rồi để em chứ. Rồi đây luôn. À, đúng là máy mới 100% chưa châm nhớt luôn. Có chứ. Quay cái lúc mà thui cái thùng ra cho mọi người xem. Quá đẹp thùng máy này chứ. Mấy cái dầu vọng rồi nhìn phải nói thì nó nghiêm chỉnh tuyệt đối luôn các bạn. Kiểm chứng là máy ở trên thùng mới khui xuống luôn nha. Đó, thì mọi người có thể xem lại một vòng nè. Mấy cái chỗ này nước sơn của nó rất là dễ chạy chuội nhưng mà thật sự nó là nó vẫn còn giữ được cái vấn đề là nước sơn nó giống như chỗ nào mà có cái chỗ mà tháo mở là nước sơn đều chấm đều hết đây. Như con ốc chục bô nè. Ốc chục bô là cũng đều có ấy nè. À, cũng như nãy mình đó lúc mà máy chưa chạy là mình kiểm tra đó là không bao giờ có một chút dơ luôn nha các bạn. À, mấy con ốc chụp bồ mọi người xem nè, thấy không? Đều nếu mà có cái dấu mỡ như thế nào á là nó sẽ có cái vấn đề là chạy xước nhẹ nhưng mà chỉ có dấu nước sơn thôi. Đó. Tại vì cục máy nó đen xì. À, bên trong là mấy con ốc bô nè, còn cái viết lông, dấu viết lông ấy nè. Lâu lâu mới về được mấy cục máy mới như thế này nha các bạn, chứ thật sự mà nó là cũng săn tìm nó cũng hơi khó một chút. Đa số là mấy cái đồ cũ thì nó nhiều mà cục máy mới này thì nó thỉnh thoảng thôi. Cho nên tranh thủ quay cho người xem. Đứng chớn nó còn cái sơn luôn nè. Nói chung là máy cũ thì gặp nhiều, còn hàng đập thùng thì chưa gặp. Hàng đập thùng thì chưa gặp thiệt. Góc đời nè. Đó, quăng rồi thấy không? Rồi tao lấy cái tay á, tao dịnh vô cái bô cho nó máy. Ôi, mới là đúng. Chạy là bô mới nóng thiệt chứ quý vị. Hai cục hai con thì y gan nhau các bạn. Tiếc là nãy lúc mà anh tháo ra nguyên một cái giày vàng tem của nó dữ trời lắm chứ cái này nè, nhưng mà anh xịt nước rồi chốc hết trơn luôn, chỉ còn có cái bọc này thôi. Đây, mọi người bên đây xem nè, gà màu bảy màu luôn ha, cực kỳ đẹp các bạn ơi.
Alo. Rồi thì nãy giờ mình cũng quay vòng vòng cái quá trình là chạy thử và là kiểm tra cái máy mới đặt phòng 100% ha. Thì anh chị cô chú nào đó có cần quan tâm đến cái máy này, nếu mà gần gần ở đây thì chạy đến cửa hàng xem cho nó chi tiết và chính xác ha. Còn vấn đề mình quay thì nó xong hết trơn rồi đó. Tại vì cái này là cái bô ấm này, thêm được biết là trong nhà sản xuất nó đưa ra là nó thường là gì nè, cái thường về nó không là tháo hết trơn à. Nếu mà xài cho nó mát nó cứ xài quấn này lắm. Rồi có lẽ cái ủa anh mau lên tên hỏi cái này nó đâu có xài xong bét không ta? Cái đời này nó vậy luôn hả? Này là một không xong gió không xong bét ha. Nhìn cho mọi người xem một lần nữa nha. Nè, cái chỗ này nè. Ở bên nhà sản xuất của người ta là bằng cao su cứng nè. Về Việt Nam mấy năm là đưa miếng sắt nẹp ở đây nè. Đây. À, kiểm tra lại xem nè, phải nói đẹp cực kỳ luôn chứ không còn chỗ nào mà chê hết các bạn. Rồi có lẽ cái video mình xin tạm dừng ở đây nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Còn chỗ này cái gì đây? Dùng đường đó nữa. Ồ nó còn cái mã code của cái hãng nha, của cái hãng Văn Ma này các bạn. Cái chỗ này rất là dễ chóc ha. Nhưng mà nó còn cái tem miếng giấy giống như keo hai mặt vậy.